À, xin chào các bạn đã đến ghé thăm đến video của chúng tôi. Xin giới thiệu với các bạn, đây là tầm ủi cây gạo. Đây, các bạn sẽ nhìn kỹ chút. Đấy, đây tầm ủi cây gạo. Đây tầm ủi cây gạo khô. Đấy, cái tầm ủi cây gạo cũng phải nói thêm với các bạn tại sao các bạn thấy toàn nhiều cành như thế này. Thế thì cái tầm ủi cây gạo này là tầm ủi cây gạo rừng. Nó khác với lại cái tầm ủi cây gạo nhà trồng. Tầm ủi cây gạo nhà trồng thì một năm ấy, thì thường là người ta phải thu hoạch ít nhất là một lần hoặc hai lần hoặc có khi ba hoặc bốn lần, tức là cứ đẩn ra có khách mua chặt. Thì cái cành tầm ủi cây gạo nhà ấy, thưa các bạn, nó rất là bé, có khi nó chỉ bằng những cái cành này thôi. Đây, hoặc cái cành này, đấy. Thì ít khi có những cái cành to như thế này lắm. Và chủ yếu là lá là rất là nhiều, cành thì rất ít. Nếu mà thưa các bạn là từ xa xưa đến nay dùng làm thuốc ấy, thì tất cả là gần như ta dùng cành, thân. Lá thì dùng cũng có nhưng mà dùng ít. Cũng chưa có một cái bài báo nào hoặc một cái thống kê nào nói về cái tầm ủi cây gạo rừng tốt hay là tầm ủi gạo nhà tốt. Nhưng mà đây là tầm ủi gạo rừng, tôi cũng không bình luận về cái nào là cái tốt, nhưng mà đây là tầm ủi gạo rừng, nó rất là già, cành nó to đấy. Và đây là đây, các bạn nhìn đây là cái cành này. Thế còn đây là cái lá này, cái lá tầm ủi gạo rừng đây, lá đây là cái loại lá to nha. Thế các bạn nhìn thấy có thể thấy là có cái màu xanh, có cái màu nó vàng. Đấy, cũng nói thêm về cái lá tầm ủi này. Có nhiều bài báo nói là cái lá này nó phải là màu xanh mới đúng. Đây các bạn có nhận đây là một phôi khô rồi, nó màu xanh thật. Nhưng mà thưa với các bạn rằng để lâu một thời gian, cái lá màu xanh này nó sẽ chuyển sang màu đen. Nó không phải màu này đâu, nó màu đen hơn một chút. Tôi có nhiều tầm ủi tôi để tôi biết đấy, chứ không thể là màu xanh. Màu xanh này chẳng qua nó mới thì nó màu xanh. Thứ hai nữa là thôi không có cách để so sánh đây, nhưng mà cái lá tầm ủi gạo rừng nó dày hơn cái lá tầm ủi gạo nhà rất là nhiều đấy. Hai cái điểm để phân biệt. Hai nữa là đây là tầm ủi gạo rừng này. Cái này nó rất thơm, ngửi mùi nó thơm. Đấy là cái sơ bộ nhìn cái tầm ủi gạo nó như vậy. Các bạn muốn mua cái tầm ủi gạo thì liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0932 340 345. Website tôi là Hà Huy Toạn. Các bạn muốn mua tầm ủi gạo rừng thì liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0932 340 345. Website là hahuytoan.com. Ở đây tầm ủi gạo rừng. Và cũng xin nói thêm với các bạn là cái liều lượng để pha chế để uống. Thế thì nhiều sách nói là tầm ủi gạo rừng vậy thì pha thì là từ 20 cho đến 30 gram. Vậy thì 20 gram với 30 gram thì nó bằng tầm nào? Đây tôi cân cho các bạn xem. Cân giờ đang ở mức thăng bằng đây, tôi sẽ chỉnh máy quay một chút. Rồi, đây tôi sẽ điều chỉnh cân về số thăng bằng này đây. Các bạn đây nhìn thấy cân thăng bằng. Bây giờ tôi sẽ cân. Khoảng chừng rồi. Để ra 30 gram, 20, 10, 20, 30 gram.
đây các bạn nhìn thấy không, là đây chỗ này đây là khoảng 30g đây, đây 30g, 30g tầm gạo đây. Đây giới thiệu tiếp các bạn là cái lượng khoảng gạo các bạn nhìn rõ hơn này. 30g tầm người ta đây nha, 30g tầm các bạn nhìn này. Đấy, cũng một nắm tay này, nắm to chắc trong ấm khoảng độ 1,5 lít nước, các bạn đun trong vòng 10 đến 15 phút. Này các bạn nên đun khoảng độ 10-15 phút trong vòng cho khoảng 1,5 lít nước. Ngày hôm nay cho một nắm này, nhưng mà ta không đổ vã đi gọi, cứ dùng cái này đun tiếp, ngày mai ta lại làm một nắm này, chúng ta cho vào đun tiếp. Cái đun thế khi nó nhiều vã quá thì ta mới bỏ đi, bởi vì cái tầm của gạo rừng thì nó rất là tốt, đun lâu thì nó càng ra cái nước chất ở trong rồi, đừng đổ đi bộ, đổ đi ngay rất là phí. Đây là xin giới thiệu và cách hướng dẫn và cách sử dụng cái tầm của gạo rừng. Các bạn có nhu cầu liên hệ với tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình. Xin chào các bạn nhé. Xin nói thêm với các bạn tí là đây là tầm của gạo rừng của tôi đóng gói để tôi gửi cho khách ở xa. Thế thì khách ở xa muốn mua tầm của gạo rừng thì liên hệ với tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình. Đó là cái số 0932340345. Các bạn có thể nhiều khách thì cũng cẩn thận yêu cầu tôi cho xem hình ảnh trước, tôi sẽ ghi cái số điện thoại của bạn vào và tôi sẽ chụp cái ảnh tổng của gạo rừng tôi gửi cho các bạn xem. Tôi cam kết về chất lượng của tổng của gạo rừng, chất lượng hàng chuẩn đúng, rồi hàng tôi giao ông người bạn tôi là lương y trực tiếp đi lấy về, rồi bạn tôi ở trên rừng đi lấy các loại thảo dược, thảo mộc của tôi thì trực tiếp làm đại lý bán ở dưới này. Các bạn có nhu cầu đặt tất cả các loại thảo mộc rừng liên hệ tôi. Xin hẹn gặp lại các bạn đã theo dõi. Đây thưa các bạn là nấm ngọc cẩu, vỏ đỏ, ruột vàng. Đây là đang thái một ít rồi phơi.